để thay đổi số phận bị vai chính thiên mệnh tiêu diệt. Việc đầu tiên Tô Thần làm sau khi xuyên không là ép hôn sư tôn của vai chính. Phản ứng đầu tiên của Liễu Yên Nhiên khi biết tin là từ chối. Khi nhân vật chính phản đối sư tôn cưới Tô Thần, Liễu Yên Nhiên lập tức đá gãy hai chân hắn, nhốt hắn vào nhà tù, còn e thẹn nói muốn sinh con cho Tô Thần, vì Tô Thần xuyên không thành đại phản diện trong tiểu thuyết huyền ảo. Là thiếu chủ đệ nhất thế gia của Đông Hoa Châu, vì không muốn bi kịch lặp lại, anh quyết định nói với cha mẹ mình muốn cưới thánh nữ Tiên Kiếm Tông. Liễu Yên Nhiên là một nữ nhân cực kỳ quan trọng quá trình trỗi dậy của Triệu Nhật Thiên. Là sư tôn của Triệu Nhật Thiên, Liễu Yên Nhiên đã chỉ dạy và thu nhận hắn làm quan môn đệ tử. Rửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai trở thành tình nhân. Thiên hương chi thể của Liễu Yên Nhiên làm tu vi của Triệu Nhật Thiên tăng vèo vèo. Đó cũng là nguyên nhân chính Tô Thần muốn cưới cô, nghe xong mẹ ngất vui, tưởng con trai muốn an cư lạc nghiệp. Một lát sau bà đến Tiên Kiếm Tông, con ta, Tô Thần muốn cưới thánh nữ Tiên Kiếm Tông làm vợ. Tiên Kiếm Tông hãy chuẩn bị sẵn sàng, Tô Thần không lo đối phương sẽ từ chối. Tô gia của hắn là thế gia kiếm tu lớn nhất Đông Hoa Châu. Tạp một thánh nữ tiểu tông môn sẽ chẳng có trở ngại gì. Ngược lại, Tiên Kiếm Tông liên hôn với Tô gia, thậm chí có thể nâng cao địa vị tông môn trong Đông Hoa Châu. Ở bên này, trong nghị sự đường của Kiếm Tiên Tông, Liễu Yên Nhiên quát lớn, "Tông chủ, ta không muốn gả cho thiếu chủ Tô gia." Lúc này cô đang nhìn Tô Thần với ánh mắt sắc bén, hận không thể đâm hắn 1000 nhát. Cảm nhận được ánh mắt chết người của Liễu Yên Nhiên, khóe miệng Tô Thần cong lên tạo thành một nụ cười gian tà. Nữ nhân ngồi ở ghế chủ vị từ từ mở mắt, "Yên Nhiên, đây là mệnh lệnh của tông môn, con phải nghe theo." Liễu Yên Nhiên lắc đầu bật khóc, "Tông chủ, ngài không biết, tuy Tiêu Thần là gia chủ của Tô gia trên danh nghĩa, nhưng thực chất hắn chỉ là tên ăn bám phế vật mà thôi." Nghe chính miệng Liễu Yên Nhiên nói mình là phế vật, Tô Thần nheo mắt, gõ tay phải lên ghế. Trong nghị sự đường đang yên tĩnh, âm thanh đó giống như tiếng búa gõ vào thẳng vào tâm trí, khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Tăng Vân Hy cau mày, tỏ vẻ không hài lòng, "Yên Nhiên, chuyện này đã định, không cần phí lời nữa." Lúc này cánh cửa của nghị sự đường bị ai đó đạp tung. Một chàng trai mặc áo trắng khí chất người người, vẻ mặt hung hãn xông vào, đó chính là đệ tử thân truyền Triệu Nhật Thiên của Liễu Yên Nhiên. "Ngươi là tên phế vật dám đe dọa sư tôn của ta?" Giây phút Triệu Nhật Thiên xuất hiện, Tô Thần nở một nụ cười lạnh lùng, đây chính là kẻ thù truyền kiếp, đã đóng đinh hắn lên tường trong nguyên tác, có hóa thành cho bụi ta cũng nhận ra ngươi. Thấy sát khí trong mắt Triệu Nhật Thiên, nét mặt của Giang Vân Hy trở nên lạnh lùng, xoẹt một tiếng bà đã xuất hiện ngay cạnh Triệu Nhật Thiên. Tát hắn một phát, một tiếng chát vang lên, má của Triệu Nhật Thiên sưng vù, hắn nhăn nhó ôm mặt, kinh ngạc nhìn Giang Vân Hy, "Tông chủ, ngài đánh ta ư?" Nghe Triệu Nhật Thiên nói vậy, Giang Vân Hy nổi giận, nghiệt xúc, cút ra ngoài. Nói xong bà quay sang nhìn Tô Thần, "Để Tô thiếu chủ chê cười rồi, tên nghiệt đồ này vô lễ, xin ngài lượng thứ." Bà làm vậy là để bảo vệ Triệu Nhật Thiên, nếu không với tính cách của Tô Thần, kiểu gì cũng bảo cao thủ tiêu diệt hắn. Tô Thần mỉm cười nói không sao, liếc Triệu Nhật Thiên một cái rồi mặc kệ hắn. Lần này Tô Thần đến là vì Liễu Yên Nhiên, bây giờ chưa thể giết Triệu Nhật Thiên ngay được, dù gì hắn cũng có nhiều cơ duyên, Tô Thần sẽ từ từ lấy lại từng cơ duyên này. Giang Vân Hy thấy Tô Thần không truy cứu nữa mới thở phào, gật đầu với hai vị trưởng lão ngồi cạnh, hai vị trưởng lão đi về phía Triệu Nhật Thiên để đưa hắn đi. Triệu Nhật Thiên nhìn tông chủ, thấp giọng xin lỗi Tô Thần, với thái độ không phục, đường đường là thiên tài nòi của Tiên Kiếm Tông, mà lại phải xin lỗi một tên phế vật. Hắn cay cú nhìn Tô Thần, "Tên phế vật nhà ngươi, nếu không có Tô gia, ngươi là cái thá gì?" Nghe xong Tô Thần đi về phía Liễu Yên Nhiên, nhìn cô với ánh mắt thâm sâu khó lường, "Vừa rồi nàng từ chối gả cho ta." Cảm nhận được áp lực, mặt Liễu Yên Nhiên tái mét, lắp ba lắp bắp. Tô Thần giơ tay giữ chiếc cằm thon gọn của cô, "Tiểu mỹ nhân, nàng nói ta ăn bám, vậy hôm nay thiếu chủ ta sẽ cho nàng xem ăn bám là thế nào." Nói rồi hắn nhìn về phía ông lão đằng sau, "Tam thúc công, tiêu diệt Tiên Kiếm Tông." "Rõ." Nghe xong khí chất mạnh mẽ trên người ông lão bùng phát, uy lực khủng khiếp lan tỏa tứ phương. Tăng Vân Hy chết điếng, nhìn hư ảnh khổng lồ màu vàng đằng sau ông lão, cảm giác như tim sắp rớt ra ngoài. Cao thủ đỉnh cao đại thánh cảnh, Giang Vân Hy và các đồ đệ kinh hãi, vội vàng truyền linh lực vào võ hồn, triệu hồi võ hồn ngăn chặn sức mạnh mà ông lão giải phóng. Uy lực mạnh đến mức khiến Triệu Nhật Thiên ngạt thở, trông hắn rất thê thảm, mặt Liễu Yên Nhiên còn trắng hơn, vội vàng lau nước mắt rồi nhìn về phía Tô Thần, "Tô thiếu chủ, ta đồng ý gả cho ngươi, xin ngươi hãy tha cho những người vô tội." Khóe miệng Tô Thần cong lên, "Sao, nghĩ kỹ rồi?" Thấy Tô Thần không có ý định bảo ông lão dừng tay, Liễu Yên Nhiên đành phải xuống nước, "Ta cam tâm tình nguyện hầu hạ thiếu chủ." Lúc này một tiếng quát vang lên, "Sư tôn, đừng đồng ý với hắn." Triệu Nhật Thiên thấy Liễu Yên Nhiên đồng ý cưới Tô Thần, tức đến mức thổ huyết, hắn cố gắng đứng dậy, thấy ông lão phía sau nheo mắt, sức mạnh trấn áp Triệu Nhật Thiên lại nặng thêm vài phần. Thấy bộ dạng thê thảm của Triệu Nhật Thiên, Liễu Yên Nhiên vô cùng hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã. "Triệu Nhật Thiên, ngươi đừng nói nữa." Tô Thần cười khẩy liếc Liễu Yên Nhiên một cái, sau đó nhìn về phía Triệu Nhật Thiên, "Bổn thiếu chủ cưới sư tôn của ngươi, ngươi có ý kiến gì?" "Tiểu nhân hèn mọn, nếu không có Tô gia chống đỡ, ngươi là cái thá gì?" Nghe Triệu Nhật Thiên nói vậy, Tô Thần ngửa đầu cười lớn, "Ta sinh ra trong Tô gia là số trời, đây cũng là một phần thực lực,
Ngươi ghen tị bởi xuất thân thấp kém của mình chứ gì? Thật nhục nhã. Ánh mắt của Triệu Nhật Thiên tối sầm lại, nở một nụ cười đau khổ. Ngay sau đó hắn quát lớn, ta là thiên mệnh chi tử, loại phế vật như ngươi có tư cách gì nói ta? Một tiếng chát vang lên trong đại điện. Hỗn láo, ai cho ngươi sỉ nhục thiếu chủ? Một vị trưởng lão Tiên Kiếm Tông giận dữ nhìn Triệu Nhật Thiên và thu tay lại. Thiếu chủ, ta sẽ áp giải hắn vào nhà giam chờ xử lý. Vị trưởng lão còn lại cũng hùa theo, để lấy lòng Tô gia. Quát Triệu Nhật Thiên vô lễ và mạo phạm, bị các trưởng lão chỉ trích, sắc mặt của Triệu Nhật Thiên tái mét, trong lòng vô cùng rối bời, biết rằng cứ thế này sẽ rất bất lợi cho mình. Hầu hết những người ở đây đều về phe Tô Thần, đến cả sư tôn Liễu Yên Nhiên và tông chủ Giang Vân Hy cũng không nói năng gì. Đúng lúc này, Triệu Nhật Thiên giơ tay phải lên, chiếc nhẫn trên tay hắn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trước khi rơi vào tuyệt vọng hắn lập tức im bặt. Tô Thần quan sát chiếc nhẫn trên tay hắn, Lạc Thần, không ngờ ngươi cũng ra tay rồi. Tương truyền Lạc Thần đã thất lạc trong thượng cổ vạn tộc đại chiến, cuối cùng tự phong ấn tàn hồn vào trong nhẫn, được Triệu Nhật Thiên vô tình đào ra khỏi đất, vì thế tàn hồn của Lạc Thần mới sống lại. Trong nguyên tác, sau này Triệu Nhật Thiên sẽ để Lạc Thần ngưng tụ nhục thể, độc chiếm cô, đây cũng là cơ duyên của hắn. Có điều một người xuyên không như Tô Thần, sẽ không để các nữ chính đi theo cốt truyện, chỉ cần là cơ duyên của Triệu Nhật Thiên, Tô Thần sẽ lấy lại hết. Liễu Yên Nhiên là một trong số đó, đương nhiên Lạc Thần cũng không thoát được. Cảm nhận được ánh mắt của Tô Thần, cơn giận trong lòng Triệu Nhật Thiên lại bùng cháy. Tô Thần, ta tuyên chiến với ngươi. Bị Triệu Nhật Thiên thách thức, Tô Thần bật cười ha ha. Bổn thiếu chủ chưa não tàn đến mức chơi mấy trò mèo này với ngươi. Tô Thần quay say ôm eo Liễu Yên Nhiên, thánh nữ, bổn thiếu chủ hỏi nàng lần cuối, nàng có tình nguyện gả cho ta không? Nếu nàng từ chối ta sẽ rời đi, không ép buộc nàng. Các trưởng lão của Tiên Kiếm Tông đều nhìn về phía Liễu Yên Nhiên, chỉ sợ cô sẽ từ chối hôn ước này. Liễu Yên Nhiên dùng đôi mắt xinh đẹp liếc Tô Thần một cái. Thiếu chủ, ta cam tâm tình nguyện hầu hạ thiếu chủ. Tốt lắm, nếu vậy thì bây giờ nàng hãy về Tô gia cùng ta. Bổn thiếu chủ muốn xem trình độ hầu hạ của nàng như thế nào. Nghe xong Liễu Yên Nhiên run rẩy, nghe lời thiếu chủ ạ. Cảm nhận được sự run rẩy của cô, Tô Thần cười khẩy, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Một tiếng quát vang vọng khắp đại điện, khí tức còn dữ dội hơn rất nhiều. Tô Thần, bỏ sư tôn ta ra. Tô Thần cảm thấy khó chịu, ánh mắt tỏa ra sát khí, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Bỏ đi, coi như chó sủa thôi, có điều phải bẻ gãy răng chó trước. Khi Tô Thần đang định bảo Tam Thúc ra tay, Liễu Yên Nhiên đã đi trước một bước, cô giáng một cú tát lên mặt Triệu Nhật Thiên. Một tiếng chát đau đớn vang lên, tất cả mọi người đều rùng mình, đôi chân đang khỏe mạnh của hắn bị Liễu Yên Nhiên đạp gãy. Tô Thần biết mục đích cô làm vậy là để giữ mạng cho hắn. Triệu Nhật Thiên nhìn Liễu Yên Nhiên vô cảm, sư tôn, tại sao? Liễu Yên Nhiên mặc kệ hắn, quay sang nhìn Tô Thần, thiếu chủ, thiếp làm vậy ngài đã hài lòng chưa? Tô Thần mỉm cười gật đầu, vòng tay qua eo Liễu Yên Nhiên, bổn thiếu chủ rất hài lòng, không biết nàng sẽ hầu hạ ta kiểu gì đây. Nghe giọng điệu châm chọc của hắn, Liễu Yên Nhiên đỏ mặt không biết trả lời thế nào. Tăng Vân Hy nhìn về phía Triệu Nhật Thiên thê thảm nằm bẹp dưới đất, người đâu, mang Triệu Nhật Thiên vào nhà giam tông môn. Sau khi hắn bị bắt, Tô Thần cũng đưa Liễu Yên Nhiên về Tô gia. Đập vào mắt cô là một tòa dinh thự cổ kính rộng 10.000 tấc, mới đứng ở cổng Tô gia thôi cũng đã cảm nhận được nguồn linh khí dồi dào, làm Liễu Yên Nhiên phải thốt lên, hùng vĩ quá. Với nguồn linh khí này, nếu được tu luyện trong Tô phủ một ngày, có khi bằng 10 ngày tu luyện ở Tiên Kiếm Tông. Đến cả hai thị vệ gác cổng cũng là cường giả thần thông cảnh. Liễu Yên Nhiên không dám tin vào mắt mình, trong lòng không còn cảm giác ghét bỏ Tô Thần nữa, được nhị thế tổ để mắt đến cũng là một sự may mắn rồi. Tâm tư của Liễu Yên Nhiên càng lúc càng bay xa. Lúc này bên tai cô có tiếng nói, vào đi, vào trong nhà. Liễu Yên Nhiên xấu hổ gật đầu, cô biết mình đang chui đầu vào hang cọp, muốn thoát cũng không nổi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Liễu Yên Nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, hóa ra Tô Thần đang bế cô. Hắn ném cô xuống một chiếc giường sang trọng. Thấy Tô Thần càng lúc càng gần, Liễu Yên Nhiên sợ hãi run rẩy, hai tay ôm trước ngực nhìn chằm chằm về phía hắn. Thiếu chủ, ngài làm gì vậy? Tô Thần cười khẩy, nắm chặt cổ tay của Liễu Yên Nhiên. Một khắc đêm xuân đáng thiên kim, nàng nói xem. Liễu Yên Nhiên vội vàng rút tay mình ra, lùi lại phía sau. Nhưng thiếp chưa chuẩn bị. Tô Thần giữ chặt lấy cánh tay yếu ớt của cô. Không sao, có bổn thiếu chủ đây, nàng không cần chuẩn bị gì hết. Liễu Yên Nhiên đỏ mặt, tim đập liên hồi. Yên Nhiên vẫn là xử nữ, mong thiếu chủ nhẹ nhàng. Không cần nói cũng biết họ sẽ làm gì tiếp theo, nên tôi sẽ lướt qua nhé. Hai tiếng trôi qua, Tô Thần nhìn Liễu Yên Nhiên đang giả vờ ngủ. Quả nhiên ông tác giả không lừa mình mà. Người đứng đầu trong 10 nữ chính của Triệu Nhật Thiên, Liễu Yên Nhiên đúng là cực phẩm. Kỹ năng hầu hạ thuộc hàng đỉnh của chóp. Đây vốn là cơ duyên của Triệu Nhật Thiên, nhưng đã bị Tô Thần cướp trắng trợn. Đang hí hửng thì sắc mặt Tô Thần thay đổi, cảm giác có một nguồn sức mạnh nào đó đang ngưng tụ trong cơ thể, cảm giác như sắp vỡ tung rồi. Sức mạnh này lấy hắn làm trung tâm, bộc phá một cách chóng mặt. Trong Tô gia, hư không trên đỉnh đầu Tô Thần tạo thành một xoáy nước khổng lồ, tinh khí vô biên liên tục ngưng tụ trong cơ thể. Tiếng động lớn như vậy đã khiến các cao thủ của Tô gia phát hiện ra, nhưng vì nó xảy ra ở phòng Tô Thần nên không ai dám hỏi, chỉ biết túm năm tụm ba bên ngoài. Nghe nói hai tiếng trước Tô Thần dẫn thánh nữ Kiếm Tiên Tông vào phòng,
tưởng tượng ra cảnh họ làm gì trong đó, càng không có ai dám vào kiểm tra. Một lát sau, một bóng người xuất hiện trước mặt họ, đó là mẹ của Tô Thần, Tần Hâm Nhiên. Mọi người đều cúi chào bà. Bẩm chủ mẫu, thiếu chủ và thánh nữ Tiên Kiếm Tông đang ở trong phòng. Nghe vậy, Tần Hâm Nhiên vẫy tay ra hiệu cho họ rời đi. Bà mỉm cười gõ cửa, cánh cửa mở ra. Liễu Yên Nhiên có chút bối rối khi nhìn thấy quý bà xinh đẹp trước mắt mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Phu nhân, Tần Hâm Nhiên gật đầu bước vào, thấy con trai đang ngồi khoanh chân trên giường, nguồn linh khí dồi dào liên tục truyền vào cơ thể hắn. Bà vô cùng kinh ngạc, thần nhi, chuyện gì thế này? Phu nhân đừng lo ạ, sở dĩ thiếu chủ như vậy là vì làm chuyện đó với con xong, đã thức tỉnh võ hồn huyết mạch truyền thừa ẩn giấu nhiều năm nay. Dứt lời, Tần Hâm Nhiên lập tức giải phóng thần thức, tu vi của hắn đang tăng rất nhanh. Nhìn cảnh tượng kỳ quái này, Tần Hâm Nhiên có chút lo lắng, bởi tu vi tăng nhanh bằng cách này chưa từng xuất hiện trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa võ hồn của Tô Thần, bà cũng không biết là cấp độ gì, nhưng chắc chắn không hề thấp, bởi võ hồn của bà và chồng đều là tôn phẩm, chỉ cách một bước với võ hồn đế phẩm trong truyền thuyết. Thế này mới xứng là con trai ta chứ? Bà nhìn sang Liễu Yên Nhiên, nữ nhân trước mặt là con trai bà cố chấp đòi cưới, đúng là duyên phận mà, vừa tới nhà đã tặng cho bà một món quà siêu to khổng lồ. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Hâm Nhiên, Liễu Yên Nhiên lúng túng như đứa trẻ làm chuyện sai. Phu nhân, có phải con? Nhìn vẻ mặt bối rối của nàng dâu, Tần Hâm Nhiên mỉm cười. Yên Nhiên, đừng sợ, con đã lập công lớn cho Tô gia đó, được mẹ chồng khen ngợi. Hai má Liễu Yên Nhiên đỏ ửng, cơ thể cũng khẽ run. Nhìn bộ dạng xấu hổ của Liễu Yên Nhiên, Tần Hâm Nhiên có chút đắc ý. Liễu Yên Nhiên, con là vợ của thần nhi thì cũng là người của Tô gia rồi, sau này ta sẽ cho con tài nguyên tu luyện của Tô gia. Tần Hâm Nhiên cũng đã điều tra thân thế của Liễu Yên Nhiên, trong sạch ngay thẳng, thủ cung cát vẫn còn, đúng là một người vợ tốt cho Tô Thần, đã thế còn giúp hắn đánh thức huyết mạch truyền thừa, đối với bà Liễu Yên Nhiên chính là món quà trời ban. Thấy Tần Hâm Nhiên khá hài lòng với mình, cuối cùng Liễu Yên Nhiên mới chút được gánh nặng. Điều đáng mừng hơn là sau này cô không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa, dù gì cô cũng chỉ là tu tiên giả của tiểu tông môn. Rắc rối lớn nhất là không đủ tài nguyên, bình thường đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì một chút tài nguyên rồi, bây giờ lại được hào môn gia tộc cho miễn phí, thật quá may mắn mà. Làm vợ Tô Thần là quyết định đúng đắn nhất, người gì vừa đẹp trai vừa lắm tiền, đằng sau có cả một Tô gia vĩ đại chống lưng, bây giờ còn thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, tu vi tăng vọt. Người đàn ông xuất sắc như vậy chính là bạn đời hoàn hảo nhất của mọi cô gái, chỉ cần mình một lòng một dạ với hắn, chắc chắn sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Nghĩ vậy, Liễu Yên Nhiên vô cùng vui sướng, không còn nhớ đến Triệu Nhật Thiên và Tiên Kiếm Tông nữa. Tần Hâm Nhiên nhíu mày giả vờ tức giận, vẫn còn gọi ta là phu nhân à? Thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút ửng hồng. Nương, nương thân. Tần Hâm Nhiên mỉm cười gật đầu. Yên Nhiên, ta đến đây để nhắc nhở con vài điều. Bây giờ con đã là vợ của thần nhi, hay là cho ta có cháu bé sớm đi, như thế vị trí của con trong lòng thằng bé sẽ càng quan trọng hơn. Tần Hâm Nhiên càng nói càng hăng say, Liễu Yên Nhiên càng nghe càng bối rối, chỉ muốn đào hố chui xuống. Cô chỉ biết cúi đầu thẹn thùng nói, nương thân, con biết rồi ạ. Khi Tần Hâm Nhiên đang định thừa thắng xông lên thì trong phòng xảy ra hiện tượng lạ, một hư ảnh cự long màu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Thần. Tiếng gầm vang trời làm Liễu Yên Nhiên và Tần Hâm Nhiên choáng váng. Sau khi hoàn hồn, họ sợ hãi quỳ rạp xuống đất trước khí chất mạnh mẽ của Kim Long. Lúc này Tô Thần đang ngồi khoanh chân từ từ mở mắt ra. Đạo cung cảnh thất trọng, vẫn còn quá yếu. Liễu Yên Nhiên đã hoàn toàn bị chinh phục bởi thiên phú của Tô Thần. Không ngờ hắn còn mạnh hơn cả Triệu Nhật Thiên. Trong thời đại kẻ mạnh xưng hùng xưng bá này, chỉ cần không vấp ngã, rất có khả năng Tô Thần sẽ trở thành cường giả đầu tiên đạt đại đế cảnh giới. Nghĩ đến cảnh sau này mình được sống chung với cường giả nhất tôn, Liễu Yên Nhiên vô cùng phấn khích. Trên đời này làm gì có cô gái nào muốn nửa kia của mình là phế vật chứ. Tần Hâm Nhiên cũng vui như tết, vì bà phát hiện ra hư ảnh Kim Long trên đầu con trai chính là võ hồn thần long thần cấp trong truyền thuyết. Bà còn tưởng tượng ra cảnh con trai dẫn đầu Tô gia đi xưng bá khắp Thiên Huyền Đại Lục rồi. Thần nhi, Yên Nhiên, đừng nói cho ai biết những gì vừa xảy ra trong phòng. Thấy thế, Tô Thần và Liễu Yên Nhiên đều nghiêm mặt đồng ý. Tần Hâm Nhiên đi rồi, Liễu Yên Nhiên quỳ xuống trước mặt chồng, nhớ lại lời Tần Hâm Nhiên nhắc mình sớm sinh con trước lúc đi. Thế là họ lại bắt đầu kế hoạch nhân giống. Một tiếng trôi qua, Tô Thần đưa cho Liễu Yên Nhiên một viên ngọc lưu ảnh. Liễu Yên Nhiên nhận lấy nó và hỏi đây là gì, nàng truyền linh lực vào sẽ rõ. Nói rồi Tô Thần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Liễu Yên Nhiên gật đầu rồi truyền linh lực vào trong lưu ảnh ngọc. Một lát sau, trong phòng xuất hiện một màn sáng trong suốt, khung cảnh trong đó là nhà tù Tiên Kiếm Tông ẩm ướt chật hẹp. Triệu Nhật Thiên đang nằm dưới đất với đôi mắt trống rỗng vô hồn, thấy bộ dạng thê thảm của hắn, Liễu Yên Nhiên không khỏi xót xa, nhưng vì sợ Tô Thần phát hiện ra biểu cảm của mình, cô lén lút quay đi liếc trộm hắn một cái, thấy hai mắt hắn vẫn nhắm chặt mới yên tâm tiếp tục quan sát lưu ảnh ngọc. Đúng lúc này,